Tam Anh xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị được khỏe mạnh và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin gửi đến quý vị một tin tức nóng trên mạng xã hội đó là Thầy giáo làm nữ sinh có bầu ở Kiên Giang. Tình và Lý đều sai. Thầy giáo có quan hệ nam nữ với nữ sinh tê lúc em này chưa 16 tuổi là vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm cả đạo đức xã hội. Vụ việc ông Nguyễn Văn Chính, 55 tuổi, là giáo viên trường trung học phổ thông Sóc Sơn, huyện Hoàng Đất, Kiên Giang, người bị tố là có quan hệ làm nữ sinh dưới 16 tuổi có bầu đang khiến cho dư luận miền Tây dậy sóng. Đa số đều bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc làm của ông này vì nó đi ngược lại với lương thường đạo lý. Cô hát một giáo viên hưu trí bộc bạch rằng nghề giáo vốn là nghề cao quý, được xã hội đặt ở một vị trí tôn nghiêm. Việc quan hệ với học sinh của ông chính vừa ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành giáo dục, vừa làm mất giá trị đạo đức của một con người. Vụ việc hiện nay đang được cơ quan chức năng giải quyết. Tuy nhiên vấn đề rất nhiều người quan tâm là hành vi của ông chính vi phạm pháp luật ở mức độ nào. Luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng, văn phòng luật sư Trần Thanh Phong ở thành phố Cần Thơ đã xác định hành vi của ông chính có dấu hiệu của tội giao cấu với người dưới 16 tuổi. Nếu căn cứ vào tường trình của ông chính và tờ đơn tự nguyện yêu thầy giáo của em T thì rõ ràng lúc hai người này nảy sinh quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục là lúc em T mới 15 tuổi 5 tháng. Vậy ông Chính đã vi phạm vào điều khoảng 3, điều 6 luật trẻ em năm 2016 và điều 145 bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong vụ việc này, nếu nhìn ở góc độ pháp luật, ông Chính đã có hành vi vi phạm pháp luật. Còn dưới góc độ xã hội, ông Chính đã phạm vào một cái gọi là đạo đức con người. Luật sư Thăng nói như vậy. Đồng quan điểm, luật sư Trần Văn Độ, là trưởng văn phòng luật sư Trần Độ tỉnh Hậu Giang cho hay hành vi của ông chính đã vi phạm điểm A và điểm D Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Nếu xác minh được ông chính có quan hệ với em T lúc em này chưa đủ 16 tuổi thì ông ta có thể bị phạt từ 3 năm đến 10 năm tù. Trong đó tình tiết tăng nặng chính là hậu quả làm em T mang thai và phá thai. Luật sư Độ giải thích như vậy cũng theo luật sư độ, việc làm của ông chính là khó có thể chấp nhận được, cho dù không vi phạm luật pháp thì cũng đã làm xấu đi hình ảnh người thầy trong xã hội. Xưa nay người thầy được ví như người cha, luôn được học trò kính trọng. Trường hợp này xét về vị trí công tác hay là về tuổi tác thì ông chính cũng đáng tuổi cha của em T. Luật sư độ nói thêm như vậy. Như đã thông tin trước đó, ông chính đã bị gia đình em T gửi đơn đến công an và trường học tố cáo ông đã nhiều lần quan hệ tình dục với con gái của họ dẫn đến em T mang thai. Ông Chính đã thừa nhận ông và em T phát sinh tình cảm yêu đương từ trước ngày 30 tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2018. Hai người đã có quan hệ tình dục. Khi biết T mang thai, ông Chính đã dẫn em đi phá thai rồi tiếp tục quan hệ. Em T sinh ngày 31 tháng 12 năm 2002 là học sinh trường trung học phổ thông Sóc Sơn, nơi ông Chính là giáo viên dạy toán. Đến ngày 4 tháng 11, Mạng xã hội Facebook đã lan truyền nhiều hình ảnh thân mật giữa ông Chính và em T. Trong đó đáng chú ý là bản tự nguyện yêu thầy Chính được cho là của T. Cụ thể là trong bản tự nguyện yêu T thừa nhận có quan hệ tình cảm với thầy giáo dạy toán của mình là ông Chính ngay từ khi vào học lớp 10. Trước đó trong bản tường trình gửi ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Sóc Sơn và các cơ quan chức năng, ông Chính cũng thừa nhận chuyện quan hệ với em T, đồng thời khẳng định là em T tự nguyện đến với ông theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, thông tin trong tờ tường trình của ông Chính cho thấy lúc hai bên có phát sinh tình cảm, phát sinh quan hệ thì T vẫn chưa đủ 16 tuổi. Sự hiện đang được công quan huyện Hòn Đất điều tra làm rõ, xác định xem ông Chính có vi phạm pháp luật hay không. Trước khi vụ việc bị bại lộ thì ông Chính đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Tâm Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này trên Việt Sky TV khắp Hoa Kỳ và Canada. Quý vị có thể bấm subscribe đăng ký kênh YouTube Việt Qua TV để comment bình luận và theo dõi những bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mỗi ngày được thỏa lòng như một giấc mơ đẹp. Xin trân trọng kính chào.